cà rốt. Hello các bạn, bạn Tám đang ở chợ ABC. Ê, xe. ABC. Nghe đồn á là hôm nay á nó bán cua rất là ngon và rẻ. Bây giờ vô mua thử nha các bạn. Nó đó hả? Trời ơi, tôi mua tôm con này nè, con ốc bu đây cũng có nè, có con ốc bu nè các bạn, nghe không? Kìa ốc bu về, ốc bu về không biết làm sao, cái này ăn lên hết. Con ốc này, ốc gì đây? Ốc giác hả? Ừ. Không biết làm con này. Bây giờ mình quyết định là mình cứu bắt cho cháu. Cua Canada. Cua trước, ba con. Cua Canada nè, đó nó nằm. Ủa cua đó là cái cua này luôn hả? Ừ. Kìa lấy cái bao cả bà. Trời ơi. Hai con. Có chừng nó kẹp á. Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Nghe trên cua quá trời cua nó bò nè. 5.99 đồng hả? Một bao hả? Cua hả? Đó, người ta đang lấy lobster cho mình nè các bạn. Hai con được rồi. Ừ, hai con được rồi. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình qua đây mình mua ốc bu. Con nào nhỏ? Con này về được không? Hai con được. Chắc mua thêm một con nữa đi. Con nữa đi. Cho con tôm nữa đi. Tôm này nhỏ quá. Một con hai bao hả chú? Wow, con nó lớn quá ha. Hay là mua một con đó đi. Lấy thêm con nhỏ nữa hả? Con nó bự quá hả? Con đó tới 7-8 phao không bà? Một cái con này nhiêu? Con nó mấy phao? 2 phao à hả? À, lấy con nào? Hả? Rồi, ok. Ba con. Bây giờ mình đứng đây mình cân hả? Chờ cân hả? hay là lấy cái ốc luôn cho nó cân chứ. Lấy ốc luôn đi. Giờ mình để đâu? Lấy cái xe của mình. Lấy cái bao múc vô. Lấy tay lấy cái này móc vô. Bóc lựa vô. Bóc đại đi, con nào ở trên á, con nào nhỏ nhỏ thôi đừng có con bự. Mấy con này nó chết rồi. Đông đá mà. Sao? Sao? Bóc xả luôn đi, bóc xả vô luôn. Chị ơi, khỏe không vậy? Được chưa bà? Ốc này nè, có ba nè. Còn ốc bươi. Được chưa, lấy xả nha. Nấu chiếc. Các bạn, bây giờ mình đem ba cái con tôm hùm đó mình đi ra ngoài đây mình trả tiền. Mình trả tiền, bây giờ mình đi trả tiền xong rồi người ta xào cho mình lấy mình đem về mình ăn. Đó, lần đầu tiên Tắm mới đi xào ở tại chợ luôn nè. Đây nè các bạn. Tám mới đem ra cái chỗ người ta xào đặc biệt cho mình á. Là ba cái con tôm của mình á là 6 phao mấy á,
là xào cho mình là tất cả là số tiền là 86 đồng 86 sen. Đó, đường 100 đồng thối là 13 đồng 14 sen này ha không. Đó, đang chút xào đang giờ đứng đây chờ đợi ở chỗ Food to go nè. Đợi nó đem ra cho mình. Có rồi này, sau 30 phút, 30 phút. Mình để này nó không có nằm thôi. Ở là con xào, xào, xào. Đến khi mình đem về kiểm tra thôi. Wow, trời ơi thơm. Ngon, thơm quá. Giống như ngoài tiệm vậy thôi, mình đem về mình cùng ăn coi coi có ngon không. Mình đầu tiên đó nha các bạn. Đầu tiên nghe lời tự chồng đó, giờ có mua về làm tự xào. Đây đây đây. Nặng không? Nặng quá, nặng quá. Để về đi. Đỏ, đỏ bây giờ. Đỏ. Đỏ ơi, tôm hồng ơi, ơi lóc tơ xào đặc biệt không, ơi lóc tơ xào đặc biệt không, cái chân nó dòm tôi kìa, ơi lóc tơ xào đặc biệt không, ăn không chị? Ăn lóc tơ xào đặc biệt không chị? Rồi đây, đây đây. Để đâu đây? Để như trước á, không chốt đầy đằng trước đi. Ngăn sau đằng sau bà đó. Ai xuống. Đi. Đổ cái anh cho hết. Để dưới, để dưới để thắng một cái là xong. Nó bịch kỹ lắm ơi. Không phải thắng một cái là nó lăn xuống dưới đất á. Này nó chín rồi hả? Nó chín, chín rồi à. Giờ mình hết nên mình ăn. Ủa có nhiêu đây à hả? Ừ. Tôi nhớ tôi bóc nhiều lắm mà. Nhiều. Sao giờ còn có nhiêu đây vậy? Ai ăn ai nhịn chờ. Ok. Và thêm chút xíu nước vô. Mở lửa lên đi. Rồi. Không phải, nhưng mà kệ đại đại đi. Rửa cua. Có lấy ra bằng chải chà không? Không. Không hả? Cua này thấy sạch sẽ quá ha. Ừ. Gì ba? Có kẹp không? Cái mỏ nó nhỏ xíu à. Mỏ nó đâu có bự đâu. Nè cái miệng, cái càng của nó nhỏ xíu mà nó đâu có bự giống như cái con cua ấy đâu ha. Cua ấy, con cua này nhìn nó sạch sẽ quá ha. Ồ con này bự quá. Ồ cái càng nó nè, nó còn nút nít nè. Cua bự chứ khác, nó còn nhúc nhích nè khác, còn sống mà. Ừ ghê không? Ghê. Con ăn không? Con thò tay vô đây coi cho nó coi nó có nó kẹp không. Thử cà, thò thử vô coi. Mẹ kêu con thò tay vô đó để cho nó kẹp con hả? Không có, ý là thử không. Thò cái móng vô coi. Nó kẹp rồi gãy cái móng rồi nha. Đâu có kẹp đâu nè không. Nó yếu rồi hả? Ừ. Ui nó nhúc nhích nè. Nó còn nhúc nhích nè. Ủa nó bị rớt một cái càng ra kìa bà. Ôi xô cô.
Bây giờ mình bắt đầu mình hấp với lại bia. Má, con mua cua Canada về hấp ăn nè má. Chợ ABC má. Đó, ba con cua luôn rồi má. Với ốc bu nữa kìa má, đang luộc trong nồi má. Với lobster nữa má. Rồi bây giờ mình bắt ba cái con cua này lên trên cái bếp. Rồi bây giờ mình cua một chai bia mình nhậu ha. Má nhậu không má? Nhậu. Má nhậu bia với con nha. Khỏi cho con cua nó nhậu đi. Mình nhậu trước đi. Má chứ cho con cua nhậu trước ra. Ba con cua mà cho nhậu có một chai bia hả Bình Linh? Kỳ vậy? Sao đủ? Nhiều đó nó đủ xỉn này. Cho một chai nữa được không? Thôi. Thôi hả? Cái này Bình Linh nó chỉ tôi nha, tôi không biết đâu ạ. Rồi. Mở lửa đẩy nắp lại. Mở lửa ra đẩy nắp lại ha. Rồi. Nắp đâu? Mở nắp này đi. Nắp này vừa. Ốc bu đã chín. Bây giờ mình trời thơm quá, cua cũng chín luôn nè các bạn. Bây giờ nóng cái gì à, da đó, cua cũng chín luôn nè, khởi ra thơm bày quá. Ra ba con cua rồi mà không có ai về, chưa có ai về hết. Bây giờ chắc tôi với bà Linh phải ăn trước quá. Đây mới hâm lại cái lobster, còn ốc bu nữa. Rồi, trong khi chờ đợi anh hai anh về mình ăn trước đi, chờ lâu quá. Ăn trước nha các bạn. Rồi, bà Linh, vô ngồi ăn bà. Ăn trước cái lobster này thử coi có ngon. Có cái nước mắm gừng nha các bạn. Mình ăn ít chứ chắc mình chưa có dọn cái con gì lơ ra quên con gì con ốc bu. Mình ăn cái con lobster thử. Sao cũng ngon lắm. Bạn anh Quang đang ở ngoài sân đó, chờ ổng về nhậu hay sao á. Ăn thêm một cục nữa nha. Cũng ok đó các bạn. Cũng ok, nếu mà các bạn ai mà làm biến xào á, ra chợ mua xong mình tới cho người ta xào tại chỗ luôn, 30 phút sau là lấy. Ăn hai cục thôi. Cái càng cua này ăn ngon. Cái này coi làm sao. Hello, con ngủ quá. Cua nè. Trời ơi. Cua lobster nè. Trời ơi. Mới luộc xong nè. Má ơi. Má ăn đi. Ủa, cua ngon ghê. Ủa có ốc cho tôi ăn với. Đó ốc bu kìa, ăn đi. Có chanh không chị Linh? Chanh. Được. Trời ơi quá trời ha. Trời ơi. Mắm gừng bắt chanh không? Ăn cái này là toàn là
tấn. Cholesterol không. Trời ơi, oyster, cholesterol. Cholesterol. Lobster, cholesterol. Cho lên máu. Cho lên chơi vậy. Ông Quang đang xuống máu mà. Xuống máu hả? Anh đây là anh Tấn nè. Anh Tấn vô camera một cái anh Tấn. Hả? Đó, anh Tấn đó. Đồng bọn trong thê. Chúc mừng CD thành công. Ăn mừng CD thành công. Cảm ơn anh Tấn với chị Ngọc hôm qua nha. Nãy giờ thức ăn. Ừ. Trời ơi. Ốc bù. Ủa? Ngồi trên Tấn. Mời. Ngồi. Ngồi chơi với em. Ủa sợ hôm qua không về á. Mấy người đang trên đường về. Ủa sao cái này nó bị. Mà ăn quay trước. Anh ăn trước. Cua ở trong chợ ABC nó rẻ quá anh Tấn. Hả? Rẻ quá. Mua về ăn nè. Nó đang xuống là bao nhiêu phòng? Một phao có 2 đồng. 6 đồng. Ê Quỳnh. 6 đồng. 6 đồng rẻ đó. Ôi mời anh. 6 đồng rẻ đó. Ừ. Ngọt ghê luôn á, ngon lắm anh Tấn. Đúng rồi, đây gian đi. Thôi. Corona người ta bịt mầm miệng, không nên bịt đầu. Hot girl, hot boy đó. Quỳnh hot girl. Ủa chị Ngọc này đi xô hả? Bữa Tết mà nhớ chồng năm hạnh phúc. Tết chúc chồng năm hạnh phúc. Ừ. Tự nhiên Tết anh Tấn lên camera. Ờ chúc chồng năm hạnh phúc mà. Ủa trời ơi năm mới đi chúc chồng năm hạnh phúc. Cười muốn chết luôn. Tiên sớm này. Ủa cái gì vậy anh Tiên? Đâu có gì đâu. Dĩa hả? Trời ơi một thùng CD. Thời giờ không có ai xài CD nữa. Dĩa. Trời ơi ông nội ơi. Hôm nay về nữa kìa má. Thôi giá mắt CD mà anh Tiên á. Chờ nó xài CD. Cái này cái gì vậy ta? Cái nước của lớp ta. Nước mắm gừng bà Linh làm ngon ghê. Ừ ngon. Em ngọt quá ha. Gừng với đường nước mắm. Vô chào các bạn nữa kìa. Ơi chào các bạn mến. Mới đi về. Mới đi ra thêm một thùng mà đĩa về phải không? Giờ cuộc đời có gì vui nữa đâu. Giờ không mua quần áo rồi phải mua đĩa chứ. Bỏ mua quần áo rồi. Thôi mua đĩa đỡ hơn quần áo nhiều. Nhiều quá. Rồi muốn thùng dữ vậy. Anh Tiên có rồi. Trời ơi coi nè. Đó ông mua cái này nè. Gì đâu dĩa có đồng à. Sao thì đồng, 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 đồng. Đồng, đồng. Đồng mua 500 đĩa hả? Ừ. Tại người ta không muốn xài. Tại dục mà quang hốt ghê. Quỳ lòng cho mẹ. Biết này quê là quê nè, có đồng à. Đó. Quê là quê. Rồi, giờ là quê mà nghe chứ đâu có coi. Trời này năm đâu. Giờ thôi. Nghe chứ nghe dĩ nhựa chứ giờ là có gì nữa. Quý A đâu quê. Quý A là chiều lên hả? Tới rồi chơi luôn cũng. Cái này mới hơn. Mời lấy ly khác. Sorry. Tớ kìa phèn kìa. Anh Tấn mua cho anh kìa. Từ đó là thèm đang tự nhiên sáng thèm cái này. Người thiếu sắc á. Ăn cái đó lên linh đó. Người mình thèm á. Gì là mình thiếu cái đó đó. Yeah. Rồi nó tính đi mua đến mua về ăn nè. Đó đem qua ăn đi. Sáng thấy nó ngồi nó cầm dĩa nhai 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 cái gì nó mua dĩa đó. Em ăn ké ăn con không? Tối nó cái chai 13 sợ quá. Anh Tiên ăn ốc bu đi anh Tiên. Cái đầu không ngon mà 13. Cái 13 hồi nó xỉn. Mà mình nhiều người uống nha. Đúng rồi. Cái người ba nó xỉn quá anh. Xỉn đó, thì ông Đạt bữa đó xỉn đó, quăng điện thoại rồi chạy luôn. Rồi tối mình 6 người uống thì không sao. Cái đầu cái đầu người ba người ba. Dạ, tự nhiên hôm qua là nó uống, nó uống ngọt lắm mà. Nó bật thần xin luôn kìa. Nhưng mà nó xỉn ghê quá. Không nói gì. 12 uống đỡ hơn, đỡ xỉn hơn đó. Không phải uống người đâu nha, uống nhiều người nha. Nó mạnh mà chứ. Nó mạnh chị. Cho anh nhiều uống mấy đồ. Chạy vô ăn đi cho máu không lên não bây giờ. Mày biết là lên hả? Cái này máu lên não hả? Ờ, B12 bổ máu hả? À, cái này bổ máu hả? Ừ. Chết rồi không? Rồi, nè. Mất cái ái vô. Ủa sao Quang nói là Quang bị cholesterol?
chuẩn bị lâu chứ. Bị thấp vậy đó, ăn vô cho nó lên. Nó bị cao chứ. Nó bị quên, nó bị không bị thấp. Thấp người ta nó mới bị chóng mặt. Tiêu máu não đi. Tiêu máu não. Nó bị nó sao rồi. Nó vô. Mỗi đây vô mà đi. Nhưng mà máu thiếu. Nó còn đặt nữa à. Đặt cho giống, cho đặt cho giống. Đặt thì sao sao. Chúc em đi ra bây giờ. Hết pin hay ra à, đừng lo. Thằng quá là mình tính ăn rồi chết. Lâu lắm rồi đó. Ê, gần 2 năm trời mới dám ăn đồ này. Ăn miếng thôi. Đói không? Dạ, trong tủ lạnh á. Ở dưới khăn. Dưới cùng có bịch đá đó. Có một cái bao ni lông. Sống chung này nó bỏ hành sống nhiều quá vậy. Có bồ tạc không? Có bồ tạc không? Không có bồ tạc. Không có bồ tạc. Không. Vô đi. Nhậu 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 đi. Nhậu đi. Chúc mừng CD. Hên quá, mình bệnh trước một tuần cái xô. Bệnh mà ngay cái xô sắp xong luôn. Đúng rồi. Hát một cái bị họ. Ờ, đâu có được. Trước một tuần mình bệnh quá trời. Chị Hồng mới ăn luôn, tưởng no quá. Là quay ăn dễ thương, ăn nhìn dễ thương. Say mê. Ngon quá. Ngon. Ngon. Cái gì ngon? Cái gì cũng ngon. Cái gì cũng ngon hả? Lobster ngon không? Nó xào lobster ngon không? Được. Hỏi. Lobster, ấy quên lộn oyster ngon không? Ngon. Tôi ngon. Đang thèm oyster nè. Ốc bu ngon không? Ốc bu ngon. Không ngon không? Nó cứng nó không phải nó còn ngon nó không có thịt nó gì hết nó ngọt tại nó luộc rồi nó luộc không có thịt nó bị teo quá rồi bị teo à là coi như là ốc bu thất bại lobster thì được có thể là mình no quá thôi em ăn nữa em đi ga đây nhường chỗ cho anh nhậu hết đi rồi hết đi ta thôi ăn thêm cái càng nữa đi tôm của hai gần con cua không có ăn thêm cái chân quên lộn nó cái càng là áo vàng mấy con này chị đừng có mặc cái áo trắng dễ mấy cái nhà mẹ trắng dân dân vô khỏi giặt á khỏi giặt luôn cái nước nó ngon nước nó ngọt ghê cô rất là đo nè chùm luôn. Ăn cái gạch cholesterol dữ lắm á. Chùm thế luôn. Chùm cholesterol á. Đâu vậy? Sau một trận bệnh quan chăm chú ăn hơn là uống. Lần đầu mới mua cái này ăn không? Không này. Đúng rồi. Lần đầu ăn cái đâu thầy nào ăn đâu mà bị la đó. Cái gì? Nhờ nó ra ăn ra hết nó nằm ở dưới ngon lắm nó béo lắm mà nó không ra. Lỡ không được. Phải chặt cái đít nó. Tới năm tới cũng là lần đầu nó mua cho thằng Quang ăn đâu phải lần nào cũng có gì đâu đó lần đầu mua cua về cho anh ăn à. Nhưng mà em dắt ổng đi ăn cua hoài bộ cái đó không thấy ngon lắm ăn cua ngon ủa thôi em ăn cua tự rồi mới ăn cái ấy hả béo rồi xong ủa nghe nhường chỗ cho anh Quang với là bạn Quang nhậu mình đi Đức Mẹ với bà Linh Trần đi nữa hả chết cha giao cho thằng Quang má được không chứ đi với hiện Quang đây mà đồng biết không đồng biết không Quang sỉnh rồi anh sáng thì ông Quang sỉnh thì má đỡ ông Quang chứ có gì đâu sỉnh thì bác lo lại gì đi ăn quá vậy ăn quắn hả nãy giờ vô không nói một tê tiếng nữa ăn không thì nó nói là thèm mà ăn quắn làm ăn chứ ăn lã mới uống rồi ok bye bye đi bye 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 anh Tấn bye bye anh Tuyên bye bye Khang bye bye Linh Trần rồi xong.